Hai bác giả xin chào tất cả các bác nhé. Từ clip ngày hôm nay em lên cho bác một em hút ẩm của Panasonic này. Con hút ẩm nhá, Panasonic FIC80ZLX nhá. Hình thức bên ngoài các bác nhìn kỹ cho em ấy, con này là hình thức bên ngoài nhá. Màu thì nó có các màu gọi là màu màu cháo lòng này nhỉ, màu cháo lòng này, hình thức bên ngoài đây này, tí này nhá. Đấy, còn lại thì còn tương đối là ok này. Đấy. Tất cả ok nhá. Đây bác nhìn kỹ cho em vậy. Đây. Con này là đời 2015 này. 2015 nhá, công suất của nó là 585 này, 590 thì nó khơ rơi vào khoảng tầm từ 5 lít rưỡi đến 6 lít rưỡi nhá. Đấy. Đây là những cái vết bẩn này. Cái này các bác vệ sinh lại là sạch nhá, lau qua là sạch thôi. Không có để hở gì cả. Đấy, con này cánh vẫy của nó gì các bác này. Để em tắt cho các bác xem nhá. Đây nhá, cánh vẫy của nó này. Cánh vẫy tự động này, tắt đi tự động này, nó thiếu một chữ nhá. Đây là bị rơi với một khoảng nhỏ này các bác này. Đấy, khoảng nhỏ này thôi, không để ý. Nói chung là vẫn cứ điều chỉnh được hướng gió nhá, vẫn điều chỉnh được hướng gió. Đó thì em bật cho các bác xem này, bật này. Con này rất nhiều chế độ nhá. Rất nhiều chế độ này, có nano này, công nghệ con này có nano này. Đấy, có Eco Navi tiết kiệm điện này. Thì em sẽ bật cho các bác xem nhá. Đầu tiên này, bật tắt thì ai cũng biết rồi đúng không? Sấy của áo này. Đó. Đây là sấy tiêu chuẩn này. Sấy mạnh, đây sấy mạnh mà sấy liên tục đấy. Đấy, sấy nhanh này. Đây chế độ tự động này. Sấy của áo thì đây này, các bác nhìn nó có Eco Navi tiết kiệm điện, nó bật luôn lên này. Đấy. Còn cái đèn đỏ đỏ này thông báo đây là độ ẩm trong không khí nhá, độ ẩm trong không khí đang ở mức là mức thấp nhất nhá. Tại vì miền Bắc bây giờ nó đang vào thời gian hanh khô các bác nhá. Đấy, cái này bác sấy của nó rất là nhanh này. Tiếp theo em sang đây chế độ hút ẩm này. Đấy, đây chế độ tiêu chuẩn này. Omakase là tức là chế độ gọi là automatic ấy, là tự động ấy. Đấy, độ yếu này. Mai là sự này, gió này, tình hướng gió này, gió mạnh này. Đấy. Gió yếu này. Đây gió mạnh tiếp nhá. Đây là các góc của hướng gió này. Đấy. Thì một cái cánh bẫy nó bị rơi là thôi không để ý các bác nhá. Tính xuống dưới này. À đây này, nó gió này nó bao quanh phạm vi bao phủ nó nhá. Tự động này, đấy xuống dưới này. Các góc này. Để em xem nào. Đây. Thì đấy có hình cánh máy tự động này, đèn giờ này, 2 giờ này, 4 giờ này và 6 giờ này, thì cái nano này nó tự động bật nhá, nên các bác không cần phải bật đâu, tự động bật nano khử khuẩn đấy, thì sấy quần áo nó khử mùi này, khử khuẩn này, đó, hình thức bên ngoài đấy, đây em cho các bác xem khay nước này, đây rút khay nước ra thì nó báo nhá, báo không có khay nước này, đó, thì con này em bán với giá là 800k các bác nhé, 800k nhá, Eco Navi này, Nano này của Panasonic này, các bác sấy thì thoải mái luôn nhá. Thì là bác nào trích thì alo cho em nhá, 0983 này 329755 giúp em với. Các bác xem clip của em thì cho em xin một like, một chia sẻ với kênh các bác nhá. Xin chào các bác, hẹn các bác ở clip tiếp theo.